Xin chào mọi người, ở trong cái video hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn cái mẫu trần nhôm được sử dụng nhiều nhất bên mình ở đầu tháng 11 vừa qua. Mình sẽ giới thiệu với các bạn hôm nay là mình sẽ giới thiệu hai mẫu trần nhôm chữ C nhé. Thứ nhất ý, đây là cái mẫu trần nhôm C150 này. C150, các bạn có thể nhìn cái phần mặt cắt của trần có hình cong giống như là chữ C, nên trần sẽ có tên gọi là C sapper đấy. Cái chiều ngang ấy, mình không có thước ở đây, chiều ngang của độ rộng của tấm thanh trần này là 15 cm, nên là trần này có cái mã là C150 nhé. Màu miếng cầm trên tay đây là màu trắng sứ này, màu trắng sứ, màu này là màu cơ bản nhất và cũng được sử dụng nhiều nhất. Còn ngoài ra thì có cả màu ghi nhũ này, đây là cũng là màu ghi nhũ của cái mã trần C150, màu ghi nhũ nhé. Hai màu này thì được khách hàng bên mình sử dụng nhiều nhất, bởi vì nó sáng và phù hợp để lắp cho nhiều các cái thiết kế của ngôi nhà, nhiều ngôi nhà khác nhau. Đây là cái mẫu đầu tiên mình muốn giới thiệu nhé, là C150 màu trắng sứ và màu ghi nhũ. Tiếp theo là cái mẫu thứ hai là mẫu trần C100 này, cũng là có cái phần mặt cắt là hình chữ C như thế này nên được gọi là trần C100. Trần C100 này cũng có màu trắng sứ rồi là màu ghi nhũ như thế này, cũng là màu trắng sứ và màu ghi nhũ, là cái màu được khách hàng sử dụng nhiều nhất. Và để lắp đặt được cái tấm trần này thì chúng ta cần sử dụng thanh xương trần. Đây là cái mẫu thanh xương như thế này, là bằng thép mạ kẽm nhé. Cây xương này tối dài theo định mức của nó là 3 mét. Các bạn mua về mình có thể cắt ghép tùy theo cái kích thước mà chúng ta cần. Về các bạn muốn biết giá vật tư cũng như là cái giá lắp đặt hoàn thiện của hai cái loại mình vừa báo trên đây là C150 và C100 thì các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới nhé, để mình có thể báo giá trực tiếp, bởi vì là giá nhôm cũng thay đổi từng ngày như giá vàng, nên là các bạn biết giá tại thời điểm nào thì chúng ta có thể lại bình luận xuống bên dưới để bên mình có thể tư vấn và báo giá cho các bạn. Cái video hôm nay mình vừa muốn chia sẻ và giới thiệu với mọi người hai cái mẫu trần nhôm mà được khách hàng bên mình quan tâm sử dụng nhiều nhất thời gian vừa qua là C100 và C150. Cảm ơn mọi người đã xem cái video hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở video mới nhé.